Ôi cái bà đó mà nói chi nữa, bà đó là quỷ chứ là người đâu mà nói. Trời trời. Ôi cái bà này mà nói mà cô gần sát một bên bà ưng mới nói gì mà nói chứ bà nói không 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 à. Bà kêu con gái lớn của bà là hả, cặp thằng nào á là đẻ ra cái đứa con không phải chồng của con đó, cái con đó nó tức nên là tôi giống bà, cái là bà xách dao bà rượt con bà sợ là bà không giúp con bà, nhưng mà bà sợ ai giúp con bà thì bà nhục mặt, tại vì á bà giàu có, bà có nhà có cửa, cái nhà cửa bà đang ở là của bà rồi á, bà có tiền bà gửi ngân hàng 700-800 triệu mà tại sao bà không giúp con bà. Bà nói mèo đẻ ra trứng là con biết rồi đó. Nó là tội nó, nói mạnh thường quân là giúp nó đi, tự giờ nó bụng mang dạ chữa rồi mà trong khi mẹ nó có tiền có của mà không giúp được nó thì để cho người ta giúp. Thì cô ở sát bên đó thì cô cũng thấy, nói chung là nó về đó đó thì nó ở thì cô không thấy nó mắc dạy cái gì hết trơn á. Ôi bà thì chồng bà chết rồi, bà ưng tùm lum mà. Ôi trời. À mấy vậy mà hôm qua bà đòi vô đập chị đó. Sao vô đập chị? Bà kêu chờ chồng chị về rồi vô tát cho gãy cái răng đi, anh này bêu xấu bà, kêu bà đẹp quá, bà tốt quá, giờ người ta bêu bà lên nhà cho tao biết cho bà xấu hổ. Vậy là kiếm con Nhi để đánh con Nhi nữa hay gì? Kiếm được cái đánh. Nhi nó vô nhà chị ăn cơm. Là hôm qua có đến đây. Ngắm kia khách nước em đi mua nước thì đi hiểu rồi là bà đang ngồi đó đó, ra thì sợ thấy rồi bà lại kiếm chuyện nữa đó. Thì bây giờ mẹ không thương con nữa thì có anh chị với có cộng đồng mạng giúp con thì con đi theo, con ở và con làm ăn, con không có về nhà nữa. Con cảm ơn mẹ đã tạo ra con, cái lỗi lầm của con tạo ra thì coi như mẹ bỏ đi, mẹ không qua con là con cũng được nữa. Tức là coi như cuộc đời của em đã bị vứt bỏ rồi. Dạ, và nó không còn cái gì để em luyến tiếc nữa ha. Dạ. Đó. Bây giờ đi chả cần phải xin phép mẹ. Dạ. Đúng không? Dạ. Chả cần phải xin phép anh hay chị dâu. Ngày hôm qua bà nói vậy. Nhưng mà sáng có cô ở bên đó, cô nói ngày hôm qua là cô mắc đi công chuyện cô bán sữa, còn không cô ở nhà cô sẽ làm chứng cho. Coi thứ bà nói như vậy có đúng không? Hồi sáng bà mới gọi đó. Bà nói hôm qua có bà ở nhà thì vui nữa rồi. Bà qua bà nói hết luôn. Thì bây giờ cô ấy có ở nhà không? Bây giờ không biết giờ này bà không có nhà hay không. Tại sáng bà mới gọi. Bà nói hôm qua bà đi quyết cả ngày. Bà không biết về bà có bà lên trên kênh YouTube Chubi á. Bà thấy bà mới nói. Bà nói quá trời bà mẹ. Toàn là nói oan cho con không. Bỏ ta từ lúc 10 tuổi tới giờ, bây giờ thì lại như vậy. Giờ để em điện thôi. Em điện đi, nếu có qua xác minh luôn để cho khán giả nắm bắt được ai là người đúng, ai là người sai. Lực Tàm muốn cho lên để cho kiếm bài của chúng chị. Tại vì cái câu chuyện này á, Lực Tàm là người tiếp xúc ở đây và Lực Tàm nắm bắt rõ hơn ai là người đúng, ai là người sai. Nhưng Lực Tàm không muốn nhận định và để cho quý bà cô chú anh chị khán giả nhận định. Nhưng có rất là nhiều người nhận định rất là sai và chỉ trích rất là nhiều luôn. Còn chỉ trích ai thì quý bà cô chú anh chị tự hiểu. Và Lực Tàm làm từ từ Lực Tàm sẽ cho quý bà cô chú anh chị hiểu hết. Còn nếu như em Nhi không đạt thì Lực Tàm không bao giờ giúp em Nhi, quý bà cô chú anh chị nha. Gì được, có nhà không gì được. Alo. Alo. Sao nghe ta? Không cần đi qua cũng được. Đưa đây anh nói chuyện Zalo với cô luôn cũng được. Dạ. Không cần đi qua. Qua thì ở bên cạnh nhà đó thì bà cũng ngại. Alo. Dạ alo. Sao bà không nghe? Alo. Hôm qua bà nói bà đi nguyên ngày chứ bà có nhà bà qua bà sao nói mà máy của em tự nhiên lại không nghe gì nữa.
chốc bên bả. Ở bữa nay thì xuống đây thấy anh vừa hỏi sơ qua rồi anh coi, em coi trên chương trình đó rồi thấy chưa? Thấy cái hoàn cảnh của em Nhi nó còn khó khăn hơn em chưa? Bây giờ là hơn người ta rồi ha. Đó, cảm thấy mình đã vượt qua được cái giai đoạn khó khăn và bây giờ là trở thành một đại gia bán vé số rồi. Chạy xe ba bánh rồi kiếm ngày 300 tờ vé số là ok rồi. Đó, sống qua ngày đoạn tháng. Rồi ngày hôm nay trước khi đi á, anh em đây cũng có nói là rất là tội em. Muốn gọi như là xuống để chứng kiến tận mắt. Đó. Rồi nếu như mà thực sự là em muốn lên trên đó ở gần cái khu vực đó thì anh để cho em với lại em rồi cũng như là những nhân vật mà anh đang giúp đó, có một cái cơ hội để tiếp xúc gần nhau. Rồi sau đó là trở thành những cái người bạn với nhau ha, để mà trợ giúp lẫn nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn. À, bây giờ là em không có bạn bè người thân gì cả thì chỉ có những cái người bạn mới mà anh sắp đặt. Đây là những người mà tốt đối với mình. Đó, và cũng là chung cái hoàn cảnh thì tụi em sẽ gặp nhau và tự nắm bắt lấy cái cơ hội này để mà tự tìm hiểu để xem coi là có cái hướng trợ giúp gì cho nhau. Còn anh sẽ là người đứng phía sau tụi em ha. Tụi em về đó thì xác nhận là có hỗ trợ được cái chuyện số má cho em nữa không? Dạ được, được. Như em lấy em bán rồi như Nhi vừa bán thì em lấy ít cho đưa cho Nhi bán. Dạ thì mướn nhà trọ nó cũng gần chợ đó thì Nhi đi lội bộ vòng vòng đó bán cũng được. Em đi có giỏ rồi. Là anh có nhờ em với Cảnh dạ. đi dò phòng trọ rồi. Dạ. Thì em với Cảnh đã kiếm được phòng dạ. chưa? Dạ kiếm được rồi. Cái chỗ đó là có đủ 3 phòng để cho anh thuê luôn cả 3 người vô trong đó ở không? Dạ. Có 3 phòng. 3 phòng gần chợ luôn đúng không? Dạ. Gần chợ. Gần chợ đi mấy bước rồi tới rồi. Bao nhiêu tiền một tháng? Một tháng là 1.2 triệu. 1.2 triệu? Dạ. Như vậy là tụi em sẽ quyết định chuyển phòng luôn đúng không? Dạ. Em với Cảnh sẽ quyết định chuyển phòng về luôn cái giải phòng trọ với lại Nhi. Dạ. Dạ alo ạ. Alo. À dạ cô ơi, cháu là bên nhà tài trợ mà đang quay chương trình về em Nhi đó cô. Dạ thì ngày hôm trước thì cháu có xuống dưới nhà của mẹ của Nhi đó thì thấy bà lên bà nói như vậy đó, thì trên clip cô đã xem clip chưa cô? Cô đâu có thấy đâu, thấy clip thấy gì hết á. Ừ thì thấy là vô là nói Nhi ở dơ ở bẩn rồi nói là mất dạy rồi nói tùm lum tà la hết để mà không có cho Nhi về đó ở, tại bây giờ nó cũng đang mang bầu này kia vậy mà cháu vô cháu muốn hàn gắn cho cái câu chuyện cho hai mẹ con ấy để bà thông cảm để bà cho nó về ở với lại bà đó để bà chăm lo cho nó trong lúc mang bầu như này, bà quyết định bà không là không rồi Nhi về đó rồi Nhi cũng không dám nói này nói kia thì để cho bà nói một mình thì bây giờ là người ta chửi Nhi quá nhiều thì cháu muốn xác thực một câu rằng là bên phía bà đó có hiền từ hay là như thế nào không cô? Ôi cái bà đó mà nói chi nữa, bà đó là quỷ chứ là người đó mà nói. Trời trời, là có vấn đề gì thì cô có thể chia sẻ lại để cho khán giả hiểu lại cho em Nhi một phần được không ạ? Trời ơi mà cô không có thấy clip gì hết luôn á, ở trưa nay cô tìm cô coi mà cô không thấy. Dạ, tức là cô chưa coi cái clip mà cô ấy lên nói đúng không? Đại khái là như thế này nè, là cô ấy nói là con bé Nhi này là cô rất là mất dạy, không chịu nghe lời bà, rồi đi phá nhà, phá cửa, rồi phá tài sản của bà. Rồi ở dơ, ở bẩn, rồi nói chung là bà nói trăm thứ bà dằn hết. Rồi bà nói là bà rất thương con này, nhưng mà bây giờ nó không nghe lời cho nên bà đuổi nó đi. Rồi bà nói nó là bình thường, chứ không phải là này kia, nhưng mà đầu tóc của nó thì nó nhổ hết. Thì nói chung là nhiều cái vấn đề là bà chỉ có nói toàn bộ là xấu xa cho bé Nhi này. Thì ở đó cô là người bên cạnh, thì cô có biết được bé Nhi nó có ngoan hay là nó có phá phách hay là nó hư hỏng đến mức độ như vậy không cô? Ôi mà bà thì bà nói đủ thứ trên đời hết trơn á, mà cô thì cô thấy ôi, cái bà này bà nói mà cô gặn sát bên bà ưng bà nói gì bà nói chứ bà nói không 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 ơ. Nói không 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 con ơi. Rồi cái tình huống ví dụ như là bà đi lên bà cầm dao cầm rựa bà rượt mấy đứa con của bà là này kia thì cái đó có không cô? Bà không phải mà bà điên đâu, bà không có điên. Nhưng mà người bả là bả muốn cho ai cũng xấu hết đó, là bả tốt thôi. Giống như bả nói con bả xấu rồi vậy đó.
Rồi cái con bà nó tức quá, nó nói lại là tôi giống bà, cái bà cầm dao bà rượt con bà. Vậy đó. Tức là có cái vấn đề cầm dao rượt con. Cầm dao rượt con là cách đây cũng hơn 2 năm nay rồi, con gái lớn của bà. Dạ. Bà kêu con gái lớn của bà là cặp thằng nào là đẻ ra cái đứa con à. Không phải chồng của con đó. Cái con đó nó tức, nó nói là tôi giống bà, cái là bà xách dao bà rượt con bà. Thì hôm bữa con vậy xuống đó. Là anh dẫn hai chị em về mà không có đứa nào dám bước vô nhà. Chắc là bà giữ dành lắm cho nên mấy con mới sợ đến mức độ như vậy chứ. Là vậy nè, để cô nói cho nghe, bả đó là giờ bả sợ là bả không giúp con bả, nhưng mà bả sợ ai giúp con bả thì bả nhục mặt, tại vì bả giàu có, bả có nhà có cửa, cái nhà cửa bả đang ở là của bả, rồi bả có tiền bả gửi ngân hàng 700-800 triệu, mà tại sao bả không giúp con bả, là bả sợ là bả nhục, cho nên bả nói như vậy cho đừng ai giúp con bả. Gửi 700-800 triệu ghê ha. Rồi bà gửi 800 triệu, bà rút ra 400 triệu bà cho con gái, con riêng của bà mượn làm ăn gì đó. Nhưng mà cái nhà đó là bà đang ở là của bà. Bà nghĩ là tại sao bà có nhà mà bà không chứa, bà chứa con bà không chứa. Mà tại sao mà để cho người ta là giúp con bà là bà nhục mặt đó, là bà muốn như vậy, bà muốn quậy như vậy. Mà cháu xuống thì cháu dẫn vô nhà, thì nếu như mà muốn nhục thì cháu dẫn về nhà đó rồi, thì tại sao khi lên clip lại không nhận con về mà nuôi, mà bây giờ đuổi con đi mà Mạnh Thường Quân giúp thì lại đi chửi rồi nói xấu với con mình để cho Mạnh Thường Quân không giúp. Thế vậy thì quá ác rồi chứ đâu phải là ác nữa. Thì bà ác, nhưng mà bây giờ lại bà nói như vậy, bà tức lên thì bà nói vậy thôi, chứ con cái ai mà không thương, về bà thì bà nuôi chứ có gì đâu. Không dạ, về, không cho về luôn nha cô. Hôm bởi hôm vô là không, quyết định không cho về. Đuổi con này đi, nó chết ngoài đường hay là như thế nào đó là bà không cho về. Bà nói là nếu như mà bà mà còn giữ hơn một tí nữa là bà băm nó ra thành trăm mảnh, bà móc mắt nó, bà cạo tóc nó, bà la tùm lum tà la hết. Nói chung là mẹ mà nói con như vậy thì có đến con là con trai đây con cũng sợ, chứ đừng nói đến con gái. Ôi dạ, bà là quỷ chứ phải người. Bà ở kế bên cô mà cô nhịn bà nhiều lắm mà, chứ cô không nhịn là thôi chắc nghỉ chơi với bà. Bà nói mèo đẻ ra trứng là con biết rồi đó. Tức là hàng xóm với nhau đó, là cô ở sát cái nhà bên cạnh luôn. Hôm bữa cháu xuống nhưng cô mà lại không có cô ở nhà. Hôm bữa đó cô không có nhà, bữa đó cô đi cô không có nhà, chứ có cô ở nhà là cô ra cô nói hết luôn á. Dạ thì bây giờ bữa nay là cô nói như vậy đó, thì cháu đưa lên trên đó, ví dụ như cô bên cạnh đó là rồi bà nghe được thì cô có vấn đề gì không? Bây giờ biết sao không, bà mà nghe được đó là bà chửi cô á, bà nghe được là bà chửi cô chết luôn á. Chửi nhưng mà có vấn đề gì không, cô có sợ không? Thì giờ biết sao không, cô cũng sợ mắc lòng hàng xóm rồi vậy thôi, chứ còn ngoài ra cô chả sợ gì hết trơn á. Vậy thì cho con ghi, xin phép ghi âm cái đoạn này con đưa lên luôn cho bà biết luôn ha. Mỗi khi đã máu rồi thì đừng nói bố cháu là ai luôn đi cô. Trời đường nào cũng chửi cho bà chửi, nhưng mà bà nói nhiều cái sai sự thật lắm. Bà nói là con cũng hiểu là bé Nhi nó về nó nói rồi. Thì cô nói là nó, nói chung là nó là tội nó, nói Mạnh Thường Quân là giúp nó đi, tự giờ nó bụng mang dạ chữa rồi, mà trong khi mẹ nó có tiền có của mà không giúp được nó thì để cho người ta giúp, chứ mắc mớ gì mà để quậy như vậy để cho người ta không giúp. Ác thì ác vừa thôi chứ đó. Nó không có phải là như cái lời bà nói như vậy đâu. Dạ. Bà nói thêm nói bớt cho nó. Nói chung là cái câu chuyện hôm bữa cháu đến thì bà nói trên trời dưới đất, nói chung là đổ mọi tội lỗi cho bên phía con bé Nhi này. Mà hỏi đi hỏi lại cái tội của bé Nhi là cái tội gì, thì bà chỉ nói đúng một câu là cái tội mất dạy. Là cái tội mất dạy là đi theo trai là có bầu mang bầu về. Nhưng mà thật sự rằng là cũng đã đưa giấy đưa ra ngoài Phú Thọ để mà chuẩn bị đám cưới, nhưng cái đạo Công giáo thì phải học thuộc thì mới làm đám cưới được. Thì tụi nó đến với nhau thì tụi nó ở với nhau, thì bây giờ nó có bầu trước. Thì bây giờ thằng kia vô tình thì thằng kia thì cái loại cũng thuộc dạng là đầu trộm đuôi cướp rồi, cũng thuộc loại mất dạy rồi, cho nên là ban đầu mới bỏ con này trống chơi như vậy. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi, cháu xuống trong năn nỉ cỡ nào bà cũng không chịu, là không chịu. Bà vẫn đổ lỗi cho nó là đứa con mất dạy. Tức là ý của bà không muốn cho nó về nhà và bà muốn đuổi nó đi luôn. Tức là cái gánh nặng của bà trong thời giai đoạn này á, người ta nói một câu một giọt máu đào hơn ao nước lã. Gà cùng một con gà đó mà nó thấy con nó bị gì nó cũng bay vô nó bảo vệ con nó, bây giờ là
Mà bà ở đây là không không có một cái gì để bảo vệ con mà lại cứ muốn hạ bệ con như vậy. Thấy cháu là Mạnh Thường Quân, cháu xuống cháu giúp. Mà lại có dấu hiệu là xuống nói xấu với chị dâu, anh chị dâu là không cho nó ở đó nữa, không cho Mạnh Thường Quân giúp. Thì như vậy là cháu cũng đã biết được là người mẹ đó là đang muốn cố tình ép con vào con đường cùng. Để rồi cả hai mẹ con lỡ may nó có chuyện gì xảy ra thì tức là bà hoàn toàn không có trách nhiệm gì với con nữa hết. Đó là cháu nói thật sự luôn. Dạ. Thì cô ở sát bên đó thì cô cũng thấy, nói chung là nó về đó đó thì nó ở thì cô không thấy nó mắc dại cái gì hết trơn á. Mà có cái là giờ bà suy nghĩ như vậy nè, tại sao bà giàu có, bà có tiền có của, bà có tiền mà gửi ở ngân hàng, mà tại sao mà để cho Mạnh Thường Quân giúp con bà thì bà quê bà nhục, cho nên bà ưng bà muốn nói để cho đừng có ai giúp con bà vậy thôi. Tức là cô có biết rằng là bà đang gửi vào trong ngân hàng là 600-700 triệu, rồi đất đai của bà nghe đâu cũng có nhiều lắm đúng không cô? Trời ơi, đất đai đâu còn, nhà cửa đất đai còn, tiền gửi ngân hàng. Tại sao mà không giúp con, mà ác như vậy, rồi giờ người ta giúp thì cũng sợ là quê mặt vậy thôi. Quê mặt mà bây giờ cho về thì không cho về, mà cho giúp thì sợ quê mặt, thế là để cho con mình chết à? Thì bà nói để cho chết đó. Đó, vậy đó. Rồi bây giờ phải biết nói như sao. Cô nói thật là cô ấy bằng cái tuổi như lớn tuổi là bằng tuổi mẹ, tuổi này của con. Nhưng mà cuối cùng là vô thì nghe bà nói thì rất là ok, nhưng câu trước thì bẻ kèo. Câu trước thì ok nhưng câu sau bẻ kèo là nói là không giúp nữa. Lại cũng đổ hỏi hỏi vì sao không giúp, lại đổ lỗi mất dạy, mang bầu về đây. Đó, là ý của bà là muốn, chắc có lẽ là không muốn nuôi cái đứa con ở trong bụng này sau này sẽ là cái gánh nặng. Và bà lại đổ lỗi cho con Nhi này, nói rằng là nếu như tao nuôi nó lần này, lần sau nó lại đi ra, nó lại mang bầu về cho tao. Thì bà nói, bà nói cái khía cạnh đó thì khán giả ai cũng đồng ý theo cái ý của bà nói. Nhưng mà trước mắt là cháu của bà đang nằm trong bụng, giọt máu của mình, con của mình đang ngồi trước mặt mà bà phủ phàng và đuổi đi như vậy. Đó, cháu là người ngoài, cháu xuống cho trợ giúp mà cháu năn nỉ cỡ đó mà không chịu, rồi cũng chả có một lời gì nói là thôi cộng đồng trợ giúp cho nó hay như thế nào cả, mà nói là nó chết nó sống thì mặc kệ cha cái ông đó. Thì thôi chứ tao không còn lời gì cháu nói với bà nữa hết. Thì giờ biết sao giờ, con bả mà bả không thương thì lo hỏi chứ làm sao ai mà người ngoài mà người ta thương được con. Mình trước tiên mình thương cái đó chứ, phải chi mình nghèo khổ mà mình không có tiền để mình lo cho con mình thì nói. Còn này tiền của mình có, đất đai mình có, nhà cửa mình nhà cao cửa rộng chứ phải như mà khổ sở đâu. Tức là cô có tiếp xúc với lại bà đó là được 4-5 năm nay đúng không cô? Ôi cô biết bao lâu rồi mà. Rồi cái lúc mà anh Nhi hồi nhỏ đó nó ở với bà không? Rồi bà có làm gì, bà lấy bao nhiêu chồng? Ai bà hả? Dạ. Ôi bà thì chồng bà chết rồi, bà ưng tùm lum hả? Ôi trời, ưng tùm lum là ưng sao, là bao nhiêu người? Thì bà cũng nói thì bà ưng cái ông chồng trước có đứa con riêng của bà đó, con riêng con út của bà cũng con gái đó, đứa con riêng đó. Rồi bà cũng cặp ông này ông kia tùm lum, rồi bà nói con bà thì con bà nó giống bà vậy thôi. Rồi bà nói con bà Nhi lúc nó nhỏ nó vẫn ở với bà đúng không cô? Thì nó ở với bà không chứ nó ở với ai. Dạ. Ở với bà. Rồi cô có thấy cái dấu hiệu gì về Nhi là nó có cái dấu hiệu về thần kinh không? Thì nếu mà có thần kinh thì đi bác sĩ đi gì coi khám coi có thần kinh không, chứ cô không thấy nó bình thường chứ nó có thần kinh gì đâu nè. Rồi cháu thấy là nó nhổ tóc đồ này kia. Có khả cái năng đó là... thì cô không biết, nhưng mà cô cũng thấy nó nói chuyện khôn ngoan rồi vậy thôi, còn nhổ tóc là cái bệnh gì của nó ai biết. Dạ, thì chắc có khả năng là do cái tâm lý của mỗi con người, mỗi khi mà nó này kia rồi nó mới xảy ra cái trường hợp như vậy. Dạ. Chắc vậy. Thì đó, thì cũng hôm bữa là cháu rất mong gặp cô luôn, tại vì cháu đang trực tiếp ở đó, mà bà thì bà nói một bên, thì bây giờ là tất cả khán giả đều là chửi em Nhi này, nói là đứa con mất dạy. Cháu hỏi nó xin lỗi mẹ đi để mẹ tha thứ, nhưng mà nó cố tình nó không xin lỗi. Thì chắc có lẽ rằng là nó hiểu rằng là có xin lỗi thì bà cũng không chịu đâu. Bà có chịu trước để cho nó nhìn lại đi, nhưng mà ở với bà mà tính của bà kiểu đó là thuộc dạng gia trưởng khá là nặng luôn. Cho nên là bà không chịu là không chịu đâu. Nên là cháu hiểu được và cháu dẫn em ấy đi ra khỏi nhà bà luôn. Bây giờ là cháu đang lên phương án cháu trợ giúp. Thì cũng mong những cái lời góp ý, những cái tiếng nói của cô để nó có một cái sự thật ở trong câu chuyện này là bà sống như thế nào, để cho quý bà cô chú thương lấy cái hình ảnh của em Nhi này mà bao mở rộng vòng tay bao bọc che chở cho nó.
À, thì mình không phải là che chở cả cuộc đời nó, nhưng mà bây giờ em út đã lỡ như vậy, con cái đã lỡ như vậy thì mình cũng phải có cái hướng cho nó vượt qua cái giai đoạn khó khăn này trước, đúng không cô? Bả đằng sau đắt bả còn rộng thì cô mới nói vậy nè, thôi bây giờ chị nói nó dơ giấy á, chị không cho ở trong nhà á, thì chị nói nè để che ở đằng sau đó cho nó ở đi. Bả cũng không chịu. Không chịu luôn. Không chịu. Vậy mà vô nói như đúng rồi ấy, tôi cho nó ở đằng sau đó rồi tôi làm gì chút rồi tôi cho nó rồi này kia nhưng nó nghe ai. Ôi chào. Tôi giờ bà nó dốc quỷ. Mà cháu đang nghĩ rằng là cái căn nhà đó sợ bé Nhi này về mai mốt có cháu rồi sợ bé Nhi nó chiếm đoạt không để lại cho các cái con gái kia hay sao á. Ừ chắc vậy, ai biết gì bà. Thấy bé Nhi nói là à, mà con bà đứa nào không có nhà có cửa nghiêm chỉnh hết rồi, đứa nào không có nhà cửa đất đai nghiêm chỉnh hết cho có con này nó khổ thôi. Ừ vậy mà nhà đề huề như vậy mà con vô thấy cũng khá là bất ngờ. Không biết là già cả như vậy rồi chết mai mốt có mang theo được không mà sao ôm giữ làm gì không biết. Con cái thì nó lỡ rồi thì bây giờ mình phải hiểu được cái tính con cái mình đó, và biết được nó cũng không phải là cái loại khôn khéo thì cũng phải có một cái hướng gì đó trợ giúp chứ hộ giữ không ăn thịt con đó. Bây giờ mà kiểu đó thì đâu có được. Bà thường nói với cô mà hổ dữ không có ăn thịt con. Tự này con này á, là nó hổn nó không biết xin lỗi bà. Chứ còn không rồi về đây bà nuôi cho cứng cát rồi hả, đi đâu rồi đi. Còn không thì bà cha ơn sao nó cho ở này kia. Bà nói với cô, bà nói hay lắm, bà nói do con này hết á. Mà cô không biết do con này cái gì cũng không biết. Bà nói vậy đó nhưng mà là khi mà thực hiện là không làm đâu. Nói thì như vậy nhưng mà khi bé này nó có về nó có xin lỗi hay như thế nào thì bà không làm là không làm đâu. Ý của bà nói để bà được tiếng của bà thôi chứ bà không chịu, bà không làm. Cháu thừa bà hiểu nói ra. Nói với cô á là bà định cho con này á là 5 triệu. Bà cho 3 triệu rồi hai người kia cho 2 triệu nữa là 5 triệu để cho nó đi sanh đẻ. Bà nói với cô vậy nó. Trời ơi cho sao chị không cho đi đi chị đuổi nó ra mình không có đồng bạc mà chị nói gì kỳ vậy. Thì toàn, nào mà nói cũng được. Toàn bộ là nếu không à. Và hứa là cho nhưng mà miệng nói không à chứ là tay không có thực hiện rút tiền ra. Không bỡ là cháu ở đó cho biết rồi. Quá thua luôn chứ không phải là đơn giản. Thôi coi như là ngày thì hôm nay giờ, thì giờ con giúp được bé cái gì con giúp đi. Dạ thì con cũng đang cố gắng thì bây giờ là con nhìn thấy như vậy và bữa nay cô nói nữa là xác thực sự thật là con biết được rằng là Nhi này nó tội thương cho nó. Mẹ nói như vậy là không có ổn. Nhiều người đang đứng lên bên bà mẹ thì để chỉ trích con bé này và không muốn giúp con bé này. Cho nên là ngày hôm nay cô lên thì là đã xác thực được một cái sự thật. Nói như vậy thì con cũng cảm ơn cô rất là nhiều khi đã có cái tiếng nói. Dạ. Rồi vậy con cảm ơn cô. Thì có gì thì con sẽ liên hệ với cô sau ha. Còn con sẽ xin phép cô, con sẽ đăng cái clip cái đoạn ghi âm này lên. Thì cái chỗ nào không cần thiết thì con sẽ bỏ đi. Thì cô cứ yên tâm nhé. Con đừng có để là cô nói động phạm tới bà cái lúc đầu cô nói này kia đó. Rồi, thì okay. Mất công hàng xóm ở gần bên đó. Dạ con hiểu rồi. Dạ con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ dạ. Rồi cô chào con nha. Dạ dạ dạ. Rồi nó làm qua có bà ở nhà thì vui nữa, bà qua có cái gì bà nói hết mà. Bà này đi đó, bà này bà chắc là bà cũng tức lắm rồi đó, bà này chửi mạnh cả đó đó. Thì bà ở sát bên á, bà thấy ghét quá, bà nói cái gì cũng đâu ăn hết. Mà một năm em về nhà có một lần cho mấy, đâu có về nhiều đâu mà. Ba ngày Tết thì em thấy bà tội, về chúc Tết bà thôi, qua ba ngày Tết bà đuổi. Chứ bà đâu có cho ở trong nhà đâu mà. Cứ một năm mới về nhà một lần chứ đâu có về thường xuyên đâu mà. Thì đó là cái câu chuyện mà để cho quý ông bà cô chú anh chị nhìn rõ cái vấn đề. Rất là nhiều người không dám nói nha quý ông bà chú anh chị. Có một cái anh bên cạnh rồi nhiều người hàng xóm đó là càng cũng đi hỏi nhưng không ai dám nói hết tại vì không sợ, đơn giản để mà nói sợ cái miệng thực của sự bà. Là vậy luôn, nói nhưng mà không cho ghi hình, người ta sợ, thực sự là sợ, rất sợ bà mẹ của Nhi. Chiều hôm qua bà mở tivi lên cái bà coi vô tình bà thấy cái bà điện cho bà chị bà chửi. Bà nói tại sao tao không có mà mày lên mày bêu xấu tao trên đó. Bà chị bà nói bây giờ mẹ vậy đó không giúp cho con được thì để các mạnh thường quân giúp cho, mắc mớ gì mà mẹ cái gì mẹ cũng đổ lỗi cho nó hết. Mà nó ngồi nó im mà nó khóc luôn, bà vẫn nói và vẫn nói cho nó ở dơ như vậy, nói này nói kia nói xấu hết.
À, ở đây quý ông bà cô chú anh chị nói là con mà con không nghe lời cha mẹ là trăm đường con hư, nhưng ở đây nó rất là nghe. Nhưng mà bà là theo cái ý của bà, nếu mà lệch ý của bà một phát á là coi như là xong rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Chỉ cần trật ý của bà thôi là có chuyện với bà rồi đó. Dạ. Đó, cho nên là không thể nào nghe lời nổi và bắt buộc em ấy phải đi ra ngoài. Đó, thì ngày hôm trước là quay lên thì quý ông bà của chú anh chị chửi rất nhiều, Lực Tàng cũng để cho quý ông bà của chú anh chị chửi thôi, nhưng mà sự thật từ từ Lực Tàng sẽ làm rõ, rồi những ai chưa hiểu thì họ mới chửi, rồi khi hiểu rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cái hướng để giải quyết. Đó, thì ngày hôm nay là cơ bản là nó là như vậy. Cô em nghe thấy là đã chóng hàng chưa? Thấy anh làm có gì anh giấu giếm gì không? Dạ. Tự nhiên là nói mọi chuyện nó sẽ rõ ra thôi ha. Dạ. Đó. Em này nè, nó coi clip mà nó cũng nói rằng là em cảm thấy tội mấy gì này hơn chứ không thích bà. Nó còn nói với người ta như vậy, đúng không? Em còn dạ. Nói, thì ngày hôm nay em mới trực tiếp em xuống đây để em xác nhận. Đó. Đến dạ. Một người như em mới cảm nhận ra được. Đó, là ta không phải là khinh thường những cái người chưa hiểu, nhưng mà quý ông bà của chú anh chị quá nóng vội. Khi mà xem clip của Tàng không xem hết từ đầu đến cuối mà chỉ xem có một chút thôi. Rồi bắt đầu là dựa vào đó để mà chữ bới, thì là Tàng nghĩ rằng liệu chừng nó có hơi nhanh quá không? Nhanh quá là nó sẽ ảnh hưởng đến quý ông bà của chú anh chị đó. Rồi thì bây giờ ngày hôm nay là như thế này thì đã ổn rồi. Thì anh không muốn bạch thêm cái chuyện gia đình nhà em nữa. Nếu như mà gặp ông anh của em nữa mà ông anh của em nói ra nữa thì lại còn ấy nữa đúng không? Ông anh sẽ không ưng bà mẹ luôn đúng không? Ông nói bữa đó ông đi làm vội, chứ không đi làm vội là ông nhà ông cũng nói hết à. Đang cho ở thì xuống thì kiếm chuyện đó, suối đó. Suối nói mày cho nó ở vài ngày cũng đuổi nó đi đi. Có suối rõ ràng là đuổi đi đó ha. Dạ. Mà bữa về là chối ăn luôn. Dạ đúng rồi, bữa về là chối, không nói không có. Rồi còn nói gửi cho ông anh 500 ngàn để lo cho anh mấy bữa mà ông anh về hỏi ông anh đó, thì ông anh nói không có. Bà còn lâu mới đưa được ngàn nào, tính bà từ hồi nào tới giờ không biết hay gì mà còn hỏi nữa. Nói thôi cho 500 ngàn chứ có cho đâu. Bây giờ bỏ luôn cái chuyện để ra lấy cái điện thoại, vợ ra lấy cái máy ở ngoài xe đây để vô gọi cho chú chủ trọ cái rồi xin phép chú nói với chú một tiếng rồi. Là bây giờ cái chuyện bên mẹ em á, dạ. Ngày hôm nay như vậy là nó đã rõ ràng rồi. Dạ. Còn bà cũng đã lớn tuổi, dạ. Bà sống lại chết mai thôi, dạ. Cũng là tuổi mẹ của mình. Dạ. Thì thôi, tất cả mọi gì, cái vấn đề sai phạm, dạ. Là anh không có nhắc. Và em cũng là một đứa con, dạ. Thì chắc chắn là em rất thương mẹ, đúng không? Không biết mẹ có thương em hay không, mà đến bây giờ là mẹ không thương em rồi đó. Nhưng anh vẫn biết được trong thâm tâm em là em rất thương mẹ, dạ, đúng rồi. Em thương mẹ, em mới ngồi, em cắn răng, em chịu đựng. Và đến cái giây phút này em bế tắc không có ai trợ giúp nữa, thì em mới khui ra những cái vấn đề để mà giải cứu lấy bản thân mình, đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Mà nói thẳng ra là coi như là mình không có mẹ đi, dạ. Đúng không? Mẹ đã bỏ mình rồi, mình muốn có mẹ nhưng mà không được, dạ. Mình ao ước có một người mẹ muốn bảo vệ mình nhưng không được, dạ. Thì bây giờ coi như là mình không có mẹ, dạ. Bây giờ là nhờ hết vào cộng đồng, dạ. Anh em cũng không nhờ được, nhờ là cũng dính đến cái người mẹ thì cũng được, dạ. Đúng không? Bây giờ nhờ hết vào cộng đồng thì em cứ theo nghe lời của anh ha. Dạ. Vô trong đó cái chuyện xin đỡ của bé Nhi đây nè, là Lực Tàng sẽ liên hệ với một người mà người đó sẽ đến để hỗ trợ cho em Nhi cái lúc sinh đẻ này, quý ông bà của chúng chị. Lực Tàng rất cần một người phụ nữ như vậy để mà trợ giúp. Thì cô ấy cũng có lên nói với Lực Tàng là cô ấy sẽ trợ giúp, nhưng bây giờ đang còn hơn một tháng nữa thì không biết là đến ngày đó thì cô có bận việc gì không hay là như thế nào. Thì con cũng rất mong cô theo dõi clip này, thì là còn hơn một tháng nữa thì em ấy mới sinh, thì lúc đó được thì con sẽ liên hệ với cô. Và cái đoạn ghi âm mà Lực Tàng nói chuyện với cô mà muốn xuống để chăm em Nhi sinh nở và chăm cho em phía sau, Lực Tàng đã ghi âm, thì Lực Tàng sẽ mời quý ông bà, cô chú anh chị nghe cái đoạn ghi âm về cái cuộc trò chuyện giữa Lực Tàng và cô ấy nha, quý ông bà, cô chú anh chị nha. À, chị em này kia là không có nuôi nó bầu đó. Dạ. Rồi, cô á, cô thì cô em nuôi em bé cho người ta là cũng cô nuôi 4-5 đứa rồi, nuôi một đứa. Bây giờ cô nói cho con nghe gì nè, bây giờ thí dụ như con bé đó, nó xanh men, con sắp xếp thì thí dụ có mướn nhà trọ cho nó ở được á, thì con gọi ngay số của cô đi rồi cô giúp mình cho.
mà cũng như cô với chồng cô sống ly thân đã từ lâu rồi. Dạ. Nhưng cô ở với cháu ngoại, cô ở cháu ngoại trên Bình Dương chút. Cô nghe con nói là cũng ở Bình Dương phải không? Dạ đúng rồi. À, cô ở xã An Tây, cháu ngoại ở xã An Tây, cô ở xã An Tây á. À, dạ. Rồi có nếu mà cộng đồng mạng á có giúp đỡ cho bé mà muốn nhà trọ ở này kia, rồi con gọi ra cô đi, cô tới cô giúp cho bé đó ở đâu vậy? Bé đó quê ở đâu? Dạ anh bé đó ở Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ là cô muốn chăm sóc bé này trong cái giai đoạn nó sinh nở đúng không cô? Đúng đúng rồi. Nhưng ví dụ như bé mà có sanh ra rồi mà con có sinh về nuôi á, thì lúc đó ví dụ như cô sẵn sàng cô giúp đỡ cô nuôi tiếp. Ví dụ cấp đó là con có mướn cô có thuê cô á thì cô nuôi cho. Còn nếu không thì cô giúp đỡ nó trong thời gian hoạn nạn, bị gì hoàn cảnh của cô trước kia cũng bị chồng bỏ y ra như nói vậy đó. Chồng cô có vợ nhỏ, thành ra là bỏ cô cũng bụng bầu vậy đó. Rồi cô khi cô sanh ra rồi cô nuôi được 7-8 tháng rồi gia đình cũng nghèo lúc chạy giặt á. Dạ. Rồi nương tựa với cha mẹ chị em không được, cho nên cô buộc lòng phải cho bé. Thật ra cô nói với con, cô xem clip của cô, con clip nào cô cũng xem hết, tại cô đăng ký trước giờ lâu rồi. Dạ. Rồi ý cô là muốn giúp cho bé. Như lúc mà khi mà cô đang bán đồ quán sâu nghĩ cái người đàn bà mà đau bụng đi sanh đó, là cô cũng giục cái thau sâu vô nhà cô chở người ta đi sanh giùm. Yeah. Cô thì cũng như là cô nói với con vậy đó, thí dụ như cô con mà có sắp xếp á là như là mướn nhà trọ cho bé ở hay gì đó, vấn đề tiền bạc á thì thí dụ như Mạnh Thường Quân có giúp đỡ con cái gì con cầm, con khỏi có cần đưa cô, thí dụ mà bé muốn sắm sửa mua cái gì sắm đẻ kia á là cái con đưa cho nó là sắm sửa, chứ cô không có giữ tiền bạc gì trơn á, là cái đó là cô nhiệt tình cô giúp. Tại vì cô bảy giờ cô nuôi, cô giữ con ta, giữ trẻ con ta như ở trong nhà đó, là giữ một đứa thôi, là 4-5 đứa rồi. Bây giờ cô thấy bé này, cô xem clip của con, clip nào cô cũng chẳng xem hết. Rồi bây giờ nếu ấy thì con không có người nuôi nó đó. Dạ. Chị em nói thì cô xem hết rồi, con lên clip rồi cô coi hết trơn luôn. Là không có ai nuôi nó được hết trơn rồi, cô thấy rồi. Bây giờ nếu mà cần giúp thì nữa là con cái, con điện chú, cô đi cô giúp cho. Dạ, đây con rất nhức đầu về cái vấn đề mà người chăm. Và con cũng đã lên phương án thì để con nói luôn cho cô như thế này. Thì con đang tính là lên trên Bình Dương và Đồng Nai này, con thuê phòng trọ cho em ấy ở trên này. Và con sẽ hết từ A đến Z những cái vấn đề về tiền bạc để cho em ấy sinh nở và lo cho em ấy là chăm sóc con cho đến khi cứng cáp. Thì là cái vấn đề mà khó nhất của con là con đang suy nghĩ trong đau đầu của con là không biết ai là người để chăm sóc nó cái lúc mà nó sinh nở đồ này kia. Thì ngày hôm nay cô điện đến thì đúng thực sự là đang như thế là nắng hạn gặp mưa đào luôn. Con khá là mừng khi mà cô nói ra cái nói là cô sẽ chăm sóc cho con bé này. Như vậy là đang đúng cái mục đích của con đang đi tìm người. Thì như là bước đầu là con sẽ cảm ơn cô trước và để ngày mai ngày mốt đó con xuống dưới Bà Rịa Vũng Tàu, xong đó con sẽ tiến hành chở anh bé đó lên trên bên phía Đồng Nai này nè, con thề. Đúng rồi. Cho nó gần. Đúng rồi. Đó. Nếu gần đó thì còn dễ cho cô nữa, tại cô ở gần cháu của cô đó. Dạ. Ở Bình Dương còn dễ nữa. Cô xem mà bà già của nó nói chuyện với con đó, cô thấy bả là quá khứ lại, bả nói là không còn nhìn nó khi nó chết ngoài đường, bả cũng hóa tới đó, cô chạy nó bắt luôn á. Cô đã hiểu được cái cốt lõi cô chị. Con thấy rất là nhiều người, người ta không hiểu, người ta chửi ở bên dưới rất là nhiều. Nhưng con nói ai chửi mà kệ. Trước mắt con là một người phụ nữ đang mang bầu và nó rất là đáng thương, chứ không phải là đáng trách. Nó không xin lỗi mẹ nó ở cái chỗ gọi như là nó không làm, cho nên nó không xin lỗi. Và nó không cãi với mẹ nó, tại vì cãi với mẹ nó thì mẹ nó sẽ mang cái tiếng xấu trên cộng đồng. Nó nói với con như vậy, nó nói thà như em nhận cái xấu về em, chứ em không ngồi cãi ra để em từ chối những cái lời mẹ nói là thủ nhận. Thì nó bước ra ngoài đó, nó bước ra khỏi nhà má nó thì nó nói chuyện với con đó. Thì cô biết cô năm nay 67 tuổi rồi chứ không phải nhỏ. Dạ. Nhưng mà cô chăm sóc em bé là cô nuôi con cho người ta đó. Có đứa có 5 tháng rưỡi là cô vẫn nuôi, còn cháu ngoại của cô má nó mới đẻ ra là cô vẫn nuôi tới lớn tới 16 tuổi luôn, là cô chăm sóc nít là 3-4 đứa 5 đứa rồi. Quá tuyệt vời. Nên là cô biết cách chăm sóc. Cô cái vấn đề tiền bạc thì con đừng có sợ với vấn đề đó. Cô điện con là cái vấn đề của con Yến đó. Sao Yến đó? Dạ. Là giúp đỡ cho nó. Cô nói thiệt với con là cô thấy cô chảy nước mắt, cô xem hết trơn clip nào của con lên, cô cũng xem hết. Mà cô xin hỏi con này nghe. Dạ. Sao mà con thấy cô thấy con hài hước lắm. Nha, lên clip hài hước lắm. Sao cái vấn đề của thằng Thịnh á,
thành thận mà vợ nó sắp chổi mà con là làm bên thiện nguyện mà vợ nó cầm cái chổi nên con sợ mà con chạy đi con leo tường. Dạ, cái đó là cái đó cũng là một cái hướng hài hước của con thôi chứ cũng không phải là con này kia. Thì nhiều người mà hiểu tính con là sẽ biết con, tại tính con hay là làm những cái mà không ai dám làm. Tính con là con nghĩ sao con làm vậy thôi. Nhưng cái mục đích hướng duy nhất của con là giúp được người. Khi mà nhân vật lên kênh con rồi là con không có bỏ nhân vật của con đâu. Bây giờ cô nói với con gì nè, thí dụ cô nuôi nó, cô giúp cho nó một tháng đi. Là một tháng đi rồi là nó được cứng cáp á. Khi mà nó để cho con, nó cho con nuôi á, tại vì cô nghe con nói con xin đó, con xin á, nếu mà con có xin á thì ví dụ như không có người nuôi thì con thuê lại cô nuôi cho, cô lên trên chỗ con ở đó là cô nuôi cho. Còn nếu không á, nó có cho người ta thì cái đó lười của nó thì cô nuôi dùm cho tính cát đi không cho nó. Bây giờ cái hướng đó thì con chưa có tính đến, nhưng mà chắc điều rằng khi đến với con rồi là con sẽ không để cho mẹ tha con. Con sẽ thuyết phục em đó và con sẽ hỗ trợ để cho em ấy nuôi con của mình. Rồi trong cái tháng đầu mà cô nói cô giúp á thì cần cô khi mà nó đi đẻ này rồi cô chăm ở trên bệnh viện cho cháu nè. Thứ hai là về trên phòng thêm trọ thì cô ở đó lấy vài ngày, khi nào mà nó cứng cáp rồi á thì con sẽ ở đó con sẽ lôi hết cho cô với lại hai mẹ con nó luôn. Tức là cô chỉ có bỏ công này giúp cho tụi con. Còn cái chuyện tiền bạc thì con nghĩ cô không có nói đến, nhưng mà cái đó thì từ từ cô cháu mình tính sau. Tại vì con sẽ xây chương trình rồi này kia thì lúc đó nếu như có ai thương thì có người hỗ trợ, còn không có người hỗ trợ thì tự con sẽ trích tiền của con bạn để con làm cái sự việc này. Con nghĩ chắc không ai bỏ cái bé này đâu, khi mà con thuê phòng trọ rồi trợ giúp nó sinh nở rồi trợ giúp nó nuôi con thì chắc chắn sẽ có người hỗ trợ cho nó. Cô thấy cái nhà của anh nó, con quay đó, cái nhà của anh nó là rất là lớn luôn mà không có con nữa, mà cũng không cần giúp cho em mình để nuôi cháu. Mà chị thấy là trong gia đình là thấy là chị nó cũng vẫn vậy luôn, nó nghèo, nó khổ, đi làm ăn, chết hay sống đi nữa cũng phải là giúp lo cho em mình một thời gian cho nó cứng cáp đây. Mà cô thấy cô chảy nước mắt dùm cho con bé đó, tại vì hoàn cảnh của cô trước đó cũng chồng cô bỏ cô, có vợ nhỏ rồi, thành ra là cô cho đứa con đó tới cô nuôi tới 7-8 tháng rồi cô nuôi không nổi, tại lúc đó chạy giặt đó. Rồi đó là mình không có tá túc với cha mẹ được, với chị em được, đó, lúc đó khổ dữ lắm, không có gạo ăn nữa, thành ra buộc lòng cô phải cho đứa bé là 7 tháng mấy. Bởi bây giờ cô thấy nó nói cho, cô thấy quá tội, cô chảy mắt. Bây giờ cái phương hướng đó thì cô giúp con vậy đó ha. Dạ, rồi, như vậy là quá tuyệt vời rồi, thì để con không cần phải đi kiếm người nữa. Thì con đang tính là con lên clip á, là con biết bế tắc quá thì con phải lên clip, là con nói ai mà muốn chăm sóc bé Nhi này thì liên hệ với Lực Tàng đó. Con đính tính clip con nói như vậy, nhưng mà con chưa lên thì cô đã thấu hiểu được cái câu chuyện mà cái cô muốn làm rồi, thì cô điện đến ngày hôm nay á là thực sự con rất là cảm ơn cô luôn. Thì cô xem clip của con á, là cô đăng ký là cái kênh nào là con lên là cô có hết, là cô là chia sẻ, là bấm like chia sẻ cho con hết trơn á, tại vì cô thấy con làm thiện nguyện mà con quá nhiệt tình đó. Vậy thôi nghe chú Lực Tạng rồi, nào có nào con lưu số của cô lại, và khi nào mà nó sắp đến ngày sinh là con sẽ điện cho cô và con sẽ lên cô xuống để mà phụ giúp với con ha. Vậy thôi nha. Dạ rồi, đến ngày đó con sẽ xin địa chỉ của cô rồi con sẽ lên con chở cô xuống. Dạ. Vậy thôi ha. Rồi, cảm ơn. Chào con nha. Dạ. Thì đó là cái đoạn ghi âm mà Lực Tàng nói chuyện với cô ấy. Thì quý ông bà của chú anh chị thấy không? Khi mà Lực Tàng đi đến một cái hoàn cảnh mà đang trong cái lúc bế tắc, cực kỳ bế tắc luôn, lại gặp được rất là nhiều người tốt. Đầu tiên, đó là gặp được chú chủ trọ ở đây lên phương án cho Lực Tàng là đỡ nhức đầu. Nhưng cái phương án của chú thì ngày hôm nay là Lực Tàng không thực hiện nữa. Lực Tàng thực hiện theo cái phương án thứ hai, đó là gặp quý nhân, đó là Tỷ Thiên Thần đó. Và cái phương án thứ ba lại gặp tiếp một cái sự giúp đỡ vô cùng quý giá, nó không phải là bằng tiền bạc mà là cái công sức mà có lẽ rằng không ai có thể làm được. Lực Tàng đi hỏi khắp rồi, ai cũng có gia đình, ai cũng có con cái vướng bận rất là nhiều, nhưng cô ấy khi mà Lực Tàng chưa nói rằng là cần sự trợ giúp của cộng đồng để cho em ấy sinh nở và lương bổng như thế này như kia, nhưng cô ấy đã gọi điện trực tiếp cho Lực Tàng luôn, nói cháu cứ mang về đây, cô khi nào đẻ cô sẽ chăm lo cho bé này, không tiền bạc gì cả. Thì quý ông bà cô chú anh chị thấy chưa, trong cộng đồng đang rất 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 là nhiều người, người ta tốt và người ta thương người để mà hỗ trợ giúp đỡ cho lẫn nhau trong lúc khó khăn.
Đó mới là một cái tinh thần giữa người với người nha quý ông bà chú anh chị. Còn thấy người bị hoạn nạn mà còn châm chọc, còn phá để rồi mà vứt bỏ lẫn nhau, hại nhau, dìm nhau xuống cái vũng lầy để cho người ta chết vì mình sống, thì đó là không có được nha quý bà quý anh chị. Bên kia đánh nhau hay gì mà ầm xèo hết rồi quý bà quý anh chị. Quậy nhau bên đó gì đập phá tùm lum lên. Đó thì tiếp theo nữa nha quý bà chú anh chị, còn một tin vui nữa. Tin vui nữa là có một cái cô ở bên mãi Tân Uyên, cô cũng gọi điện, cô nói Tân Uyên hay Vĩnh Mỹ Phước gì đó. Cô nói là nhà cô còn hai cái phòng trọ, cho Nhi về đây đi, ở đây đi, cô cho nó ở không 2 tháng cô lấy tiền, khi nào cứng cáp rồi đi. Đấy thì thôi, bây giờ mình làm phước cho con. Nếu mà con không tìm được phòng trọ thì cô cho nó ở đấy, cho nó ở nó sinh nở rồi một vài tháng rồi mẹ chồng con buông rồi là sau này trả tiền cô có 800-900 một phòng mà. Ở Mỹ Phước một hả cô? Ở ngay khu đô thị mở rộng với con, mà khu đấy nắm công nhân lắm thì mẹ con nó đẻ rồi xong là nó đi bán vé số cũng được các con. Nhưng mà nó nằm ở Bình Dương hay nó nằm ở Vũng Tàu? Ở Bình Dương của mình đấy con. À. Ừ thì bây giờ chị gái nó đã trông thì chị gái nó nên trông cũng được. Mà ở đây gần bệnh viện lắm con ạ. À. Rồi sau này đi làm công nhân cũng được. Ở gần khu cây gỗ cây sơ đấy, nó ngay 18A ngay số nhà của cô 171. Ở ngay đầu đường á. Dạ dạ. Bây giờ cháu chưa có kiếm được người để chăm nom cho nó đây nè. Thì giờ chị gái nó chăm. Chị gái nó mãi dưới đó lên đây lại không lên được. Tại mẹ nó bao giờ nó sinh nở thì nó lên nó chăm hay là nó... Có chăm một tuần thôi, một tuần ở bệnh viện thôi. Dạ, cô xài dầu gội đầu của cháu là ok không? Ok lắm, ôi rồi xuống nắng con ạ, à. Ôi rồi đằng đầu cô cứ gội dầu đi. Chỉ có hai ngày nó cứ ngứa tầng mông tầng mới này xong nó nắm. Mà gội cái dầu của con là dược thảo, con gái cô gội nó cũng xuống. Nó bảo ôi rồi ôi mẹ ai mẹ, gội xuống quá thôi mẹ tặng cho con trai. Và ừ cô mẹ tặng cho mày trai mua của anh được tảng đấy. Nó bảo ôi rồi mẹ ơi gội xuống nắm. Rồi là con gái của nó mới có đến 4-5 tuổi, nó gội ra nó không còn, nó đỡ đổ mồ hôi trộm con ạ. Dạ. Ôi rồi cô gội ra, cảm ơn con nha cô, mùa thật mà nó chỉ có vài trăm bạc nhưng mà gội nó có hiệu quả mà nó xuống. Nó không có ngứa đâu nữa. Bạn kia cũng có rất là nhiều người người ta xài đã có cái tác dụng rồi người ta gọi để cho con, nhưng mà nhiều người chưa biết thì người ta cũng chưa có đặt hàng mua. Nhưng mà người xem rồi dạ. Thế sao cứ tưởng là nhưng mà đấy là của con là đúng cái dự thảo của công ty. Là gội là nó có hiệu quả. Còn nằm nhiều người mua phải cái đồ đẻo, cứ sợ là mua phải cái đồ đẻo. Cô bảo không có đẻo. Thì riêng cháu, riêng cháu làm trên YouTube rồi cháu bán hàng, còn công ty cháu không có tầm bại đâu. Ê, vậy cho nên cô gội cô xuống nắm. Ôi giời ơi, nó không có mưa. Nó còn trước cứ hai ngày nó cứ mưa bỏng rống đầu lên. Rồi xong là bắt đầu nó bốc tỏa lên đầu nó ngứa. Nó nóng mà cô gội nó êm gì đâu mà sung sướng cuộc đời. Dạ, vậy cháu cảm ơn cô. Nghe cô nói này cháu cũng mừng, dạ. Thế là con cứ thế thì nếu mà khi nào mà nó mà ở thì thôi thì con giúp người con ạ. Mà cứu được hai mạng người đấy con ạ. Tôi cho nó ở một, 2 tháng đi, còn tiền điện, tiền nước thì điện thì mấy ngàn số đấy. Còn nước thì của nước sạch. Nước đấy mà đường đấy rộng lắm con ơi. Mà ví dụ mẹ mà con nó đẻ ra, mẹ tròn con vuông rồi nè. Mà con ơi, bây giờ nó tâm lý, nó trầm cảm với con ơi. Bà đây quá dữ. Bây giờ con nó nói chẳng con chưa. Bây giờ con mà không may đâu, chỉ kia ma túy thì cũng phải vui. Dạ đúng rồi, bây giờ thì cháu cũng đang lo như vậy, dù cháu nói như thế nào cháu cũng phải cố gắng cháu trợ giúp cho cũng nhiều người đang chửi và nhiều người cũng đang thương. Tại vì xã hội luôn luôn nó có hai mặt, thì người thì thích người thì không. Con ơi, cái đấy là nó cũng có bệnh của nó đấy chứ, con gái thì ba mấy tuổi đầu gì mà nó rứt tóc sạch đi vậy, nó cũng có bệnh của nó đấy con ạ. Nó cái thần kinh của nó không ổn định. Dạ đúng rồi đó cô, dạ. Thôi thì bây giờ mình cứ cứu nó, mà cái giống ma đấy là cái giống thần kinh nó không chịu nhận, nó bệnh thần kinh đâu, mình phải nịnh hót nó.
Đấy, cái giống ma nó vậy thì nó nghe, còn mà cứ khẳng đến bà chủ nó là nó đâm điên thì nó nghĩ quẩn. À, không may nó mà nó tự tử đi thì bà đạo nào cũng vậy, cô đi đạo Thiên Chúa đây mà Chúa là chưa dạy bà một kiểu đó. Trời bà đấy là bà quá dữ đấy. Trời ơi, hổ mà bây giờ cứ vứt con ra ngoài đường nó vậy, tội nghiệp nó, hai mạng người con ạ. Thôi mình cứ cho ở từ thiện đi, ở từ thiện 2 tháng đi, cô cho ở từ thiện 2 tháng rồi mà điện nước chị cô làm ra được thì phải trả. Còn phòng trọ nhà cô thoáng mát lắm, nó ở hướng đông mà nó ngay gần đường công ty gỗ Cây Sơ đấy. Nó trên Bình Dương ấy, nó trên Mỹ Phước 1 ấy, thì con mà cái từ thành phố mới Bình Dương con xuống đây nó cũng gần, mà đây gần bệnh viện lắm, gần trường học nhá. Rồi, cháu hiểu rồi, thì bây giờ cháu cảm ơn lòng tốt của cô. Thì để có gì mà nếu mà cần thiết thì khi nào mà cháu tính được mà lên á thì cháu sẽ báo lại cho cô, rồi nhờ cô cho cháu thuê phòng trọ để ở cho em nhờ ha. Cô cho nó ở 2 tháng, cô không lấy tiền đấy, cô giúp, mà coi như cô không có tiền nhưng cô giúp nó cái ở vậy đấy, cho ở từ thiện. Dạ, như vậy là được, như vậy thì tấm lòng của cô quá là tốt rồi. Chứ cũng giống như ai kia mà người tân buộc ra rồi mà này kia mà bỏ con bỏ cái như vậy mà con là gặp mẹ mà còn sợ hơn cả con cọp. Ừ thì đấy, mà chị gái nó cũng còn không có bệnh, nó còn sợ bà ấy, nó còn không thèm vào nhà. Dạ. Còn nó con gái đang ra phải nuốn quấn với mẹ để đến nhà mẹ con trao chát, nhưng mà coi như nó rời như thế là nó rời còn hơn con muội, còn hơn con chạy. Thì vì bây giờ thôi cô cháu mình thì thôi, con này làm phước thì cô ông đi làm phước vậy. Đấy. Nhưng mà trước tiên là cháu không biết là có đưa lên hay không, nhưng mà cũng cảm ơn cái tấm lòng của cô. Ừ thôi con. Có tấm lòng cái thứ nhất, là cái thứ hai nữa là đã khen cái dầu gội của cháu có tác dụng. Thì cháu cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Đấy, cô cứ bảo cô cố gắng là cứ gội hết tiền em mua của con vài chai về gội. Rồi chia cho con gái nữa, con gái bảo vội. Cũng hy vọng là nhiều người biết đến cái tác dụng của nó để rồi mua về mà sử dụng, chứ không có là cứ sợ rồi không dám mua, rồi đi mua những cái hàng. Con ơi, nó êm đầu mà nó không ngứa nữa, mà nó năn tăn, nó đầu cô nó cứ ngứa, nó bốc hỏa nên đầu nó đau đầu á. Mà gội từ hôm đấy nó không đau đầu, nó có dược thảo này, nó có rừng, nó có hà thủ ô. Là gội là nó phục hồi lại cái da đầu mình với cái tóc mình. Dạ, ngoài thảo mộc ở trong đó nó kết hợp với nhau chứ không phải là một loại. Ừ, nó lại còn có cả bù kết nữa. Đúng rồi. Ờ, đấy, vậy cho nên là nó toàn cái thiên nhiên đấy. Đây, này còn bưởi nữa. Như vậy thì được, như vậy là tốt rồi. Thì cháu sẽ báo với cô, nếu như cháu cần, sẽ báo với cô nhá. Thế con cần thì con gọi cái số điện thoại 096 đuôi này nhá, cô Thủy nhá. Dạ, ok cô, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Đó, nó cũng là một cô rất là tốt luôn, tức là nhiều cái vấn đề rất là may mắn khi mà em Nhi tiếp cận với Lực Tàng. Nhưng cái vấn đề mà thuê trọ ở trên Tân Uyên, trên Mỹ Phước á, thì nó khá là xa cho Lực Tàng, cho nên Lực Tàng chưa thực hiện được. Thì bây giờ là trước mắt là Lực Tàng muốn đưa em Nhi về đến cái khu vực của bên phía các em ở đây nè, để Lực Tàng tiếp cận và Lực Tàng trợ giúp đó, thì nó dễ hơn và nó gần hơn. Còn phương án là Lực Tàng quan trọng nhất là cô mà trợ giúp cho bên phía em Nhi sinh nở, là cái đó rất là tuyệt vời. Lực Tàng rất cần, thì lúc đó khi mà sinh nở thì Lực Tàng sẽ liên hệ với cô và Lực Tàng sẽ lên đón cô xuống để nhờ cô trợ giúp cho em Nhi trong lúc khó khăn đó nha, quý mời của chú anh chị nha. Không có bếp bọng, không có lò ga bọng gì, sao lấy gì ăn cơm. Ý này em nói không có gì nấu cơm nữa, làm sao ăn? Thì đó, thì có gì đâu. Hai em ở đây là chuyển đồ xuống đây nấu cơm cho em ấy ăn. Em làm chảnh bán, ở đây em thấy có chỗ nào bán. Có chỗ nào bán. Lên đó rồi em có gì nấu cơm cho em đi ăn không? Cũng em đi bán rồi, về em rảnh em mới nấu nha. Đi bán về lại nấu á? Dạ. Thì em bán tối 9 giờ em mới về, sáng thì em bán 7-8 giờ mới về nhà. Nói chung là quan tâm hết được ha, mình giúp được cái gì thì mình giúp ha. Đúng không? Nhi có đồng ý để cho anh giúp không? Dạ, có. Bây giờ ai giúp gì nhận hết cái đó ha? Dạ đúng rồi. Ai giúp gì nhận hết đó. Ai giúp gì nhận hết cái đó luôn. Không có sợ nữa nhờ cứu bằng chú anh chị. Được rồi, giúp là may mắn rồi. Bây giờ Lực Tàng sẽ gọi điện cho chú Thiện, chủ trọ đây nha, quý ông bà của chú anh chị. Mình đi, mình cũng xin phép chú một tiếng. À dạ, hello chú. Chú đang đi đám hay là chú về rồi?
Đang trên đường về con. Đang trên đường về ha. Thì ngày hôm nay cháu xuống dưới phòng trọ của em Nhi đây rồi thì cũng như hồi sáng cháu cũng đã nói với chú đó, thì xin phép chú là cháu sẽ đưa em Nhi đi. Và còn lâu nữa không thì chú về chú? Thì khoảng 2 tiếng là chú mới về tới nha. Ôi chà, vậy thì hơi lâu. Vậy thì thôi giờ thì con cứ tự nhiên đi, đưa bé Nhi đi đi. Dạ. Thế thì... có khi chú cháu mình liên lạc qua điện thoại. Dạ, rồi thì cũng trong thời gian vừa rồi đây, 2-3 hôm vừa rồi đây thì em Nhi ở đây rồi thì cũng cảm ơn chú cũng đã cư mang cho em ấy ở nhờ phòng trọ đồ này kia. Rồi, không có gì con ơi, cái chuyện mình khả năng của chú thì chú giúp đỡ được chừng nào thì chú giúp đỡ thôi. Dạ. Nhưng mà cũng đáng lắm. Dạ, thì bây giờ thì cũng có Mạnh Thường Quân họ cũng tài trợ cho em Nhi rồi ở ngoài rồi chăm sóc rồi cũng có người người ta cũng muốn khi sanh nở rồi cũng có người lo đồ này kia thì bây giờ là cháu cũng tính ổn hết rồi cho nên là không muốn em vô trong trung tâm. Thì trước mắt là bây giờ còn hơn một tháng nữa là em ấy mới mới sinh cho nên là trong cái giai đoạn này thì cháu sẽ tính việc cho em ấy đi làm trước, còn sau này ví dụ như có biến cố gì xảy ra mà có trục trặc gì thì cháu sẽ nhờ chú sau, lúc đó chú vẫn sẵn sàng giao rộng bàn tay giúp cháu được không chú? Rồi rồi ok, nếu khả năng của chú giúp được khi nào thì chú giúp. Dạ. Trước mắt thì cũng như vợ chồng con đấy lo lắng cho bé Nhi đi. Dạ. Chứ phòng trọ của chú nữa có người tới mượn đâu mà chú nói là hết rồi, nhưng mà vậy là được, để ngày mai chủ chuyển và cho người vào ha. Dạ, rồi, vậy cháu cảm ơn chú rất là nhiều, cảm ơn chú. Rồi, rồi con gặp Nhi chưa? Dạ, cháu đang gặp Nhi ở đây, thì nói với chú một tiếng nè. Dạ, chú con cảm ơn chú ạ. Rồi, được rồi, con không có gì. Dạ. Thì, vậy thì con chúc con đi bình an, lên dạ. Trên đó thì có gì thì lắng nghe thì, lời nói của vừa trong anh Lực nha. Dạ dạ. Rồi là anh Lực anh sẽ tìm người anh nhắn để giúp đỡ cho con nha. Dạ dạ. Dạ rồi, vậy cháu cảm ơn chú và cũng gửi lời chúc đến gia đình chú là luôn có nhiều sức khỏe và bình an, vạn sự may mắn nha chú nha. Rồi. Rồi rồi rồi, cảm ơn Lực nhiều nha. Dạ rồi, rồi cảm ơn chú. Dạ. Đó, chú rất là tốt luôn, chú bạn của chú anh chị vẫn Lực Tàng còn đề phòng phía sau, ví dụ như có vấn đề gì thì chú vẫn hỗ trợ. Đó, chưa bao giờ mà chú Lực Tàng gặp một chủ trọ tốt, phải nói đến như vậy. Đó. Thì Nhi ha, thì ngày hôm nay đây là một cái tương lai mới cho em. Và từ bỏ đất Bà Rịa Vũng Tàu này nha. Đó, quyết định đi theo anh rồi là coi như là cái hướng, cái tương lai của mình phía sau nó đang còn rất là dài. Cần phải cố gắng rất nhiều, bước đầu đang còn rất là khó khăn ha. Cho nên là em cố gắng hết sức, nghe lời anh, và lên đó bước đầu khổ thì em phải chấp nhận. Dạ. Anh giúp được cái gì anh sẽ giúp hết mình cho em. Dạ. Ha, anh không có bỏ em rồi thì em cứ yên tâm. Dạ. Đó. Rồi có người chăm sóc anh, có em có nghe cô nói rồi đúng không? Dạ. Đó. Rất là tốt, không ai bỏ em hết á. Dạ. Chỉ có người thân ruột rà bỏ em, thì bây giờ em gạt bỏ cái thù hằn đó đi sang một bên. Dạ. Trước mắt là những người bạn thân, một cuộc sống mới của mình ở phía trước ha. Dạ. Đó. Còn bên phía cô em thì nghe nói chị Bưởi. Dạ chế em á, nói nếu không ai nuôi á thì chế em cũng sẵn sàng lên nuôi con bé Nhi này nè. Lên nuôi chừng nào sanh thì điện cho bà Linh bà nuôi. Ừ. Dạ. Rồi chế em đang còn nuôi con nhỏ dưới đó. Không có sao, ẩm nó đi luôn có gì đâu. Bà cũng biết chăm, bà có kinh nghiệm, bà sanh rồi đó, bà biết mà. Tắm rửa em bé này kia rồi bà cũng mới sanh đó, cũng được 3-4 tháng chăm được mà. Bà có nói em, bà có điện em hôm qua. Thì nếu như mà đến cái trường hợp mà cô kia mà cố bận công việc hay này kia thì Lực Tàng sẽ nhờ đến chị Bưởi là chị của em ở đây. Đó, thì quý bà cô chú anh chị đã giúp những hoàn cảnh mà thực sự rằng là họ rất là ok. Cho nên là khi mà gặp cái sự khó khăn Lực Tàng đang gặp phải á, rồi gặp những hoàn cảnh đồng cảnh ngộ với mình thì chắc chắn những nhân vật đó sẽ giao động bàn tay ra giúp. Và chị Bưởi là một người rất là tuyệt vời, rất là ok, rất hiền. Chị em cũng có coi clip bé Nhi nè, nói gia đình hắt hủi này kia rồi không ai bừng bập, rồi em nói hỏi chế có coi không, chế nói có, nó nói nhà nếu bé Nhi nó cái xanh không ai chăm sóc thì điện cho chị lên nuôi rồi cứng cáp rồi chị về. Ừ. Dạ. Ừ. Thì đó là cái mà rất là tuyệt vời trong cái tinh thần tương thân tương ái mà ngày hôm nay trên kênh của Lực Tàng quý bà của chú anh chị thấy không ạ? Những hoàn cảnh Lực Tàng giúp là phải nói đến là khi họ có một cái gì đó thì họ lại quay lại họ trợ giúp lẫn nhau, thực sự rằng là Lực Tàng rất xúc động và rất là vui khi mà mình giúp đúng người đúng nơi đúng chỗ đó quý ông bà của chú anh chị. Thì bây giờ Lực Tàng sẽ gọi luôn cho chị gái của bên phía của em Nhi đây,
cũng nói qua cho chị một tiếng ha, để cho quý ông bà của chú anh chị nắm bắt, tức là trước khi đi lục tàm phải nói cho nó rõ ràng hết mọi cái khía cạnh đó, để cho không còn cái vướng mắc gì, để cho em Nhi đi một cách nó thoải mái, chứ không có lỡ may có chị có chuyện gì rồi họ lại nói rằng là sao tao không đồng ý hay là như thế nào đó, lúc đó lại rất là rắc rối cho lục tàm. Dạ em Lực Tàng đây chị An. Dạ. À thì ngày hôm nay em xuống dưới Bà Rịa đây rồi nè, em đang ở phòng của Nhi đó. Và cái chương trình đó là em không có đưa em Nhi vô bên phía trong trung tâm để mà sinh nở trong đó nữa. Đã có nhà hảo tâm, nhà tài trợ người ta trợ giúp cho em Nhi. Và bây giờ thì em cũng thông báo cho chị là tất cả mọi thứ thì bên chị với gia đình là không lo được rồi. Thì bây giờ là em xin phép chị để cho em đưa em Nhi đi lên bên phía Đồng Nai, gần cái khu vực của em, để rồi em sẽ nhờ sự trợ giúp của quý cộng đồng để trợ giúp cho em ấy sinh nở, sau đó rồi nuôi con. Thì ý của chị như thế nào? Em giúp được vậy thì chị cảm ơn em nhiều. Đó thì là tức là không còn vướng bận gì nữa ha. Thì là em Nhi đi thì toàn quyền quyết định ở trên đó là do em ha. Nhờ em giúp đỡ chị với, tại vì cái sinh đẻ đây thì chị cũng chỉ lui gì tới được, mà cũng bệnh đi làm đi ngang, chứ mà có chỗ nương tựa thì cũng phải lo cho nó chứ sao. Rồi thì em biết là chị là một người đang còn thương em, nhưng mà bây giờ là cái cuộc sống của chị cũng khá khó khăn vất vả, không thể nào lo toan lâu dài như chị em mình cũng đã nói những clip trước rồi. Thì bây giờ từ ngày hôm nay thì có cái hướng đi riêng cho em Nhi rồi á, thì em cũng sẽ thực hiện và cũng thông báo qua cho chị để chị biết. Còn riêng về mẹ của chị và riêng về bên phía ông anh thì chị nói giùm cho em bên phía ông anh ha. Còn riêng người mẹ kia thì em không có nói nữa. Em không có, tại vì bà đã hứa, bà đã nói rồi, bà đã quyết rồi, bà đuổi đi rồi. Tức là giờ chả vướng bệnh gì đến em Nhi cả, cho nên là em chả cần phải nói với bà ha. Mấy vậy mà hôm qua bà đòi vô đập chị đó. Sao vô đập chị? Bà kêu chờ chồng chị về rồi vô tát cháu gậy cái răng đi. Anh này bêu xấu bà, anh đi nói xấu bà, mà cái chị đâu có nói xấu gì đâu. Thua luôn. Bà đòi tối bà đòi vô, bà đòi vô bà đập. Cái chị kêu đập gì vô mà đập mẹ, làm người mẹ không giúp đỡ được cho con thì là bà bên tụi quanh nó giúp đỡ, không biết mang ơn rồi ngồi đó còn đòi đập người ta nữa. Bà kêu tại sao mà đăng lên TV nó xấu bà. Hồi tối thằng Dũng nó mượn cái clip của em lên đó, nó coi đó, quay bà với quay chị ở dưới nhà ông Toàn với nhà nhà ông Anh với nhà ở nhà sụp đổ đó. Bà đòi vô đập chị đó, tự dưng không không cái vô đòi đập người ta. Cái hỏi cái gì mà đòi đập, bà kêu lên đài truyền hình nó xấu bà, bêu xấu bà, cả thế giới biết, kêu bà đẹp quá, bà tốt quá, giờ người ta bêu bà lên nhà cho người ta biết cho bà xấu hổ. Thế là tối Nhi nó vô nhà chị nó ăn cơm, cái bà điện bé chị ra để bà kêu mở TV cho bà coi. Cái xong bà kêu là con Nhi ở trong không, cái con bé đầu chị nó kêu không. Cái bà rồi bà gọi điện cho chị, bà kêu là mày biết con Nhi ở phòng trọ nào. Cái chị trả lời ai mà biết, ở phòng nào ai mà biết. Cái xong bà kêu mày đi với nó cả ngày mà sao mà mày không biết. Kêu đi cả ngày thì cũng về chứ, đi cả ngày nó theo dõi nó tới tối 6 giờ phải lo về con cái nha, chẳng lẽ theo dõi nó biết mà trả lời. Cái xong bà kêu nè mày, cái mỏ mày không á. Cái bà chửi chị điên gì tắt máy luôn. Vậy là kiếm con Nhi để đánh con Nhi nữa hay gì? Kiếm cái đánh. Nhi nó vô nhà chị nó ăn cơm, nó vô nhà chị ăn cơm mà chưa mới về kịp nấu ăn, nó uống chưa kịp cho nó ăn á. Cái bà đòi vô, bà đòi vô thì con bé đầu chị nó sợ vô loạn ăn trong nhà. Cái xong bà con lợi nó, con bé nó nhắn tin cho Nhi đi về đi. Chứ không xong bà điện cho chị, mày biết nó ở đâu, cái ai mà biết, ở đâu có ai mà biết. Bên tụi quân nó dắt đi chứ con có dắt đi đâu biết. Cái bà kêu mày đi với nó cả ngày mà sao mà mày không biết. Cái đi cả ngày mày về chứ đi cả ngày đi tới tối à.
Vậy là đúng là truy thế cùng à... đuổi tận luôn rồi còn gì nữa. Truy cùng đuổi tận luôn rồi à. Con mà đâu mà ghê vậy sao bà? Bà biết ở đây, bà đến đây nữa, bà quậy, bà đánh con này bà luôn. Bà biết ở đây nhưng mà chú chủ trọ đó. Bà nói đánh đó, cái xong bà kêu chị thì đi beo xấu bà. Cái miệng nó mọ mày á, chồng chồng chị về rồi tát. Cái kêu chị kêu đi vô mà tát. Mẹ ta lấy chồng lấy con rồi bà bộ y nhỏ chung ở trong nhà mới lớn là ưng đập ưng tát. Đi vô mà tát. Nó đi vậy đó. Bà ghê gớm ghê trời. Người ta lấy chồng lấy con, lấy chồng lấy con rồi còn đòi vô ưng đập hồi nào rồi đòi vô đập vậy đó. Em chưa biết đâu. Vậy không mượn vậy. Vậy mà bảo đòi vô đập đó. Vậy mà nhiều khán giả ở dưới kênh là hỏi thôi Nhi xin lỗi đi rồi về ở với mẹ. Về ở ở ở đâu? Về ở ba bữa mà đuổi đi hồi tối mà đòi kiếm mà đập nó mà đòi đập chị đó. Chị kêu đi vô mà đập. Mẹ ta lấy chồng lấy con rồi cứ hở đập làm cái con nít rồi mới lớn á. Nó ở trong chung nhà bà hở cái đập. Thua luôn rồi, đến cô hàng xóm cô cũng nói nữa rồi, đến chị hôm nay chị nói như vậy nữa thì đúng không còn đường mà nào mà nói với bà mẹ nữa rồi. Nghĩ sao mà người ta lấy chồng lấy con mà còn đòi đập người ta, em nghĩ sao sao mai mốt thì em như con mình lớn lấy chồng mình có dám qua nhà nó mà đập không? Thôi em cũng bó tay luôn rồi đó. Đúng thật à, sự, bà không hỏi nào nó ở đâu? Đi vô đập cái miệng á, bêu xấu bà, kêu bà có tốt đâu, bêu xấu bà không lo được thì để bên người ta lo thì người ta phải đặt, người ta phải lên clip người ta mới thấy thương đau khổ, người ta mới cho tiền chứ không cái tiền nó mít người ta xòe ra cho bà mà không đăng lên, bà kêu là đăng lên TV bà xấu hổ. Rồi bà kêu là vì cái mỏ chị không mà bà không kêu cái miệng mà kêu cái mỏ. Cái mỏ ăn là đi nó xấu bà. Chà. Mọ là cái gì không biết. Chà. Thôi được rồi, thì cái tình hình nó là như vậy. Thì bây giờ là chị nói như vậy nữa là khán giả cũng đã nắm bắt thêm một phần nữa rồi đó. Rồi em cũng hiểu được rồi, cái câu chuyện như thế nào rồi. Thì ngày hôm nay thì em nói với chị như vậy để em đưa em bé Nhi đi. Rồi mai mốt ví dụ như là có muốn thăm em thì cứ liên hệ với em. Rồi em sẽ cho liên thăm em sau ha. Còn riêng về về bà mẹ thì em không bao giờ mà em gọi như đề cập đến bà nữa. À, rồi bây giờ là chắc khán giả cũng đã hiểu hết rồi, cho nên cũng không nói tới nói lui về bà làm gì nhiều đó. Thì bây giờ đúng... nói là bà làm gì nếu mà em lo được cho nó mẹ con tròn con vô thì chị cảm ơn rất nhiều, chứ nói về bà làm gì cho mệt đó. Chắc chắn chuyến này em Nhi đi á là em coi em Nhi như là một đứa em của em, và cộng đồng cũng vậy, coi Nhi như là một đứa em, một đứa cháu đó. Những người người ta có tấm lòng tốt, người ta không bao giờ người ta bỏ rơi em Nhi. Và khi mà em Nhi có vấn đề gì thì cũng hy vọng rằng là bên gia đình mình đó là cũng đừng có nói năng gì đến em ấy nữa. Coi như là em ấy đã không còn gì liên quan vương vấn. Em có hỏi em ấy rồi, em ấy nói bây giờ không còn vương vấn liên quan gì đến gia đình nữa hết. Em ấy muốn đi ra và nhờ sự trợ giúp của em thì toàn quyền quyết định là do em hết ha. Thì đúng rồi. Dạ. Rồi vậy em, ok em chị. Em lo cho được như vậy thì tốt lắm rồi. Dạ. Rồi chị cứ yên tâm về vấn đề đó, có gì thì chị em mình sẽ liên hệ qua điện thoại sau ha. Vậy có gì chị cảm ơn rất nhiều nha. Rồi ok chị, dạ dạ. Cảm ơn nhiều, rất nhiều. Dạ. Lại một tin tức nữa, cô em ngồi bên cạnh chị có lắc đầu rồi chứ không làm được cái trò gì. Là hôm qua có đến đây. Ngầm kia em đi em khách nước, em đi mua nước thì đi ra cổng trước, em không đi ra đường này tại vì đường này nó xa quá mà quán thì nằm đây nè. Thế ông nói đi vô đi, ông nói có khách là em hiểu rồi, là bà đang ngồi đó đó. Ra thì sợ thấy rồi bà lại kiếm chuyện nữa đó. Giỏi vô đây mà quậy. Dạ. Chủ trọ ở đây người ta để cho quậy đó. Cái bà vô bà ngồi đó thì bà cũng hỏi dò coi thử em đang hiện giờ đang đâu á. Thế rồi chủ trọ nói đi vô đi là em biết rồi. Có ai đâu mà mẹ mà đi truy cùng đuổi tận con đến mức độ như vậy không trời? Ghê gớm đến mức độ mà không thể nào mà mình tưởng tượng được. Thì bữa nay cháu nói với cô như thế này nè, cô có nghe được clip của cháu á. Giờ cháu thấy cô làm như vậy là không có được. Cô lớn tuổi rồi, cháu đã xuống tận nhà cháu năn nỉ cô. Mà cô không chấp nhận, mà cô nói thêm nói bớt vô rồi, cô nói tới nói lui. Rồi cuối cùng một cái quyết định cuối cùng của cô là cô không cho nó ở và cô đuổi nó đi. Nó chết nó sống như mặt viện nó. Cô sống như vậy thì làm sao các con nó thương cô được. Mà cô kể ra là cô một mình cô nuôi 5 đứa, 7 đứa gì đó con không biết. Nhưng bây giờ nó xa cơ lỡ bước, một người mẹ mà đã theo đạo, theo Phật hay theo cái gì cũng vậy, hay không theo, thì phải có cái tình thương đối với con của mình. Đó. Con đăng clip cô nói sao con đăng vậy.
con gái của cô nói sao con đang vậy ha. Còn cô muốn nói chuyện hay là như thế nào đó, cô muốn gặp con của cô á thì bây giờ cũng không gặp được nữa đâu, mà nó không muốn gặp cô đâu. Bây giờ có người trợ giúp rồi ha, con cũng mong cô để in cho cộng đồng xã hội giúp đỡ cho con của cô. Còn cô có khúc mắc gì, cô cũng muốn nói gì, số điện thoại con luôn ghi trên màn hình đó, cô điện thoại cho con ha. Đó, ngày hôm nay con gái của cô chính thức là không còn là con nữa, và đi theo là bây giờ là con của cộng đồng, cháu của cộng đồng. Nhi, em nói gì với mẹ đi, mẹ chắc có lẽ đang nghe đó. Bây giờ mẹ không thương con nữa thì có anh chị với có cộng đồng mạng giúp con thì con đi theo, con ở và con làm ăn, con không có về nhà nữa. Con cảm ơn mẹ đã tạo ra con. Lỗi lầm của con tạo ra thì coi như mẹ bỏ đi, mẹ không coi con là con cũng được nữa. Đau xót trong tiếng bạn của chúng chị. Nói chung là em này vẫn còn nghĩ đến mẹ, nhưng mà mẹ đã từ bỏ rồi. Đó, thì nó cũng đã van xin cô rồi đó. Nói là mẹ, lỗi lầm của nó có làm gì thì mong cô tha thứ cho nó. Đó, mong cô tha thứ cho nó, và nếu như không coi nó là con nữa thì chính thức từ giây phút này nó không là con của cô nữa. Bên phòng mình kỳ quậy quá cũng mà chú chị ạ. Thôi được rồi, thế như vậy ha. Bây giờ gom đồ lại đi, để rồi lấy xe đi với anh. Chúng ta sẽ tiến hành một hành trình đi vô trong đất Đồng Nai. Được là sẽ vô đó rồi tiến hành đến chỗ trọ. Chỗ trọ đó là mình vô phát là có luôn đúng không em? Thì để sẽ về rước cảnh không kêu nữa thì cái vị trí mà. Không, cứ về chỗ phòng mình đi, rồi anh bảo một cảnh lên đó rồi mình qua đó mình làm việc, sau đó rồi mình sẽ đặt cọc tiền trọ. Thì ngày mai tối nay thì em Nhi lại tiếp tục ở tạm một đêm ở đó. Cho Nhi về nhà mình hả? Vậy thì còn không nữa thì Nhi sẽ về nhà Lực Tàng ở tạm một đêm. Rồi sau đó đúng như lời mong ước của quý vị khán giả rồi nha, em Lực Tàng rước em Nhi về nhà nha. Bây giờ tối nay Lực Tàng sẽ cho em Nhi về nhà Lực Tàng ở một đêm. Sau đó rồi sáng ngày mai, tối nay Lực Tàng phải về đặt cọc phòng mới đã, rồi sáng ngày mai mới chuyển phòng xuống. Rồi Tỷ Thiên Thần nói là mua những cái vật dụng để hỗ trợ cho em Nhi, thì Lực Tàng sẽ thực hiện trong ngày mai. Ở đó bây giờ chưa có quạt, chưa có cái gì hết. Quạt cháu em nó lấy cho Nhi cây, em có 2 cây mà. 2 cây hả? Thì cứ về đó đi, nếu mà ok rồi thì Nhi chắc có ngại về nhà anh không em? Dạ. Có ngại về nhà anh không? Thôi khỏi về nhà anh thì nếu mà phòng mà ổn, phòng mà sạch sẽ rồi á. Sạch sẽ, phòng sạch sẽ như cái phòng này vậy nè, vô ở hả? Thì vậy thì về đó đi, thì nếu có quạt nữa thì có nệm đây rồi, có chăn nền đây rồi thì nằm đó một đêm rồi sáng ngày mai. Em có chui rồi bà sẵn rồi, quạt gió rồi sẵn rồi, lấy để bà anh hỗ trợ qua. Giờ rồi trở thành anh hùng rồi đó. Giờ anh hùng rồi đó, cứ mở chứ gì. Được chưa? Ok ha? Dạ. Không muốn rời xa giây phút nào nữa rồi hay sao? Ai mà biết được. Thế sao? Sao chị giờ cắn em gì sao sao giờ cắn sao sao hả? Nhi thấy anh em có hiền không em? Hiền ha, nói chuyện nãy giờ hiền khô mà. Đó, có được rồi thì cứ về đó thì ai mà biết được cái chuyện gì xảy ra ha. Coi rác rưởi rồi dục đi đó. Thì ngày hôm nay là chia tay đất Bà Rịa Vũng Tàu nha quý ông bà của chú anh chị. Lục Tàng sẽ làm hết sức, còn những ai nói gì Lục Tàng hay là chửi bới em Nhi cũng như là này kia thì Lực Tàng cũng mong quý bà cô chú anh chị hoan hỷ. Một cái tinh thần thiện nguyện lúc nào cũng đặt trên hàng đầu, khi gặp hoàn cảnh khó khăn mà mình không cứu thì chắc chắn rằng là mình là người có tội. Liệu chừng mình có hoàn thành cái công việc thiện nguyện mà quý bà cô chú anh chị giao phó cho hay không. Sau khi như những người clip như này thì hy vọng sẽ có cái sự đồng cảm, thương cảm lại từ quý bà cô chú anh chị cho hoàn cảnh của em Nhi ở đây. Và chắc chắn Lực Tàng chỉ hy vọng một bầu trời tươi sáng sẽ đến với lại em Nhi trong cái thời gian tiếp theo đây nha quý bà của chú anh chị nha. Rồi thì có lẽ rằng là clip đến đây nó cũng đã khá là dài rồi, và Lực Tàng cũng xin là tạm dừng clip ở đây. Và trong clip tiếp theo, nội dung truyền tải cho quý bà của chú anh chị về hành trình giải cứu mẹ bầu 8 tháng đó là em Nhi đây như thế nào thì Lực Tàng sẽ truyền tải cho quý bà của chú anh chị, để quý bà của chú anh chị nắm bắt nha. Rồi đến bây giờ quý bà của chú anh chị hãy nhấn cho Lực Tàng nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Lực Tàng.
Và lời cuối Lục Tàng cũng xin gửi lời chúc đến quý bà cô chú anh chị trong kênh là luôn có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.